Tôi là Nam, chính xác là Nam của cái thời mà niềm vui còn có thể được bắt lấy dễ dàng chỉ bởi cái đĩa CD, tờ giấy và cái bút màu. Đây là căn phòng ngày xưa của tôi, nó treo đầy những bức tranh mà tôi vẽ. Tôi đã từng vẽ tất cả những gì mà tôi thấy và muốn thấy, với một cái thứ động lực hơi buồn cười một chút. Kiểu như các bạn đã từng muốn lớn lên trở thành bác sĩ thú y, cho giống với siêu nhân đỏ, hay có đứa trong xóm cứ đòi lớn lên để tóc dài, cho giống với siêu nhân bạc vậy đó. Mọi thứ thật đơn giản và cũng thật đẹp khi chúng ta còn biết mộng mơ. Ba mẹ kêu xuống ăn cơm rồi đi học kìa. Nhanh lên coi, mày còn làm cái trò gì nữa đó. Ăn uống cho đàng hoàng con em. Mày cứ thơ thẳng suốt ngày vậy rồi làm được cái gì hả? Em mới làm họa sĩ. Wow, cũng được. Tại sao con muốn làm họa sĩ? Dạ, con muốn được đi vẽ khắp mọi nơi, nhìn siêu nhân đỏ vậy ba. Mày mới đẻ hôm qua hay sao mà ngu quá vậy? Suốt ngày coi ba cái viên siêu nhân đó là ảo tưởng biết chưa? Nè, không được nói với em con như vậy. Ba dặn biết bao nhiêu lần rồi. Còn con nữa, nếu muốn biến điều gì đó thành sự thật, con phải biết tin vào nó trước đã. Dạ. Hai cha con ông lớn giùm tôi cái đi. Phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh mà thôi. Có cái này là thiệt nè. Hồi hôm qua thầy giáo cô Nam mắng vốn mẹ. Con biết thầy nói gì không? Chị ạ, à, cháu nó dạo này hay mất tập trung, lại còn hay vẽ trong giờ nữa. Cứ cái đà này thì... Nghe chưa cô Nam? Để mà thầy mắng vốn mẹ một lần nào nữa là siêu như cũng nét đến nghe chưa. Thôi ăn nhanh đi con. Ông còn binh nó nữa hả? Đâu có. Có gì đây? Mày làm cái gì vậy? Trả lại đây. Trả lại cho tao. Ghê chưa? Trả lại. Sao? Trả lại. Tính biến hình để đánh tụi tao hả? Tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi cu. Mày lớn rồi mà. Ừ, sao vậy? Mỹ Hân ơi! Mới đẻ hôm qua hay sao mà ngu quá vậy? Cháu nó dạo này hay mất tập trung, lại còn hay vẽ trong giờ nữa. Để mà thầy mắng vốn mẹ một lần nào nữa. Siêu nhân của mày gặp anh ta là tắt điện đó nha. Mày lớn rồi mà. Suốt ngày coi bạn như siêu nhân là ảo tưởng cái đà. Siêu nhân cũng nét đến nghe chưa? Để mà xuống ơi. Nếu muốn biến điều gì đó thành sự thật, cậu bị cái gì vậy? Có sao không?
Khẩn trương lên, mọi người đang chờ đó. Đứng lên nào. Mấy người thôi đi. Mấy người bắt tôi phải tỉnh thế mấy người rồi đó. Như vậy còn chưa vừa lòng nữa hay sao? Bây giờ còn bắt tôi phải mơ theo nữa hả? Biến hết đi. Thằng hèn, chỉ có thứ hèn nhát mới trốn chạy khỏi giấc mơ của mình mà thôi. Đến giấc mơ của mình mà còn không dám tin thì cậu còn có thể làm gì được nữa? Con phải biết tin điều đó trước đã. Tin hả? Chỉ cần tin là được thôi sao? Tôi hiểu rồi. Tất cả những điều này là của tôi. Cái điều đó có viễn vong thế nào đi chăng nữa, cho dù có phải là người duy nhất được nhìn thấy nó đi nữa, tôi cũng bất sẽ... Bất sến đi cô. Bây giờ tính sao? Được rồi anh em, let's go. Ninbu Shinobi Change. Dino Mukura. Mukura Uchi. Axel Chimza. Okay, come on, shoot up. Fish on. Emergency. Make a ranger. Thank you, Anshin. Roll. Roll it up. Go, Ashes! Ha! Epe, Soja! Go, take it!
mơ thấy gì mà là gì vậy con? Dạ con mơ lạ lắm. Có phải con đã gặp được những người bảo vệ của mình? Ủa sao ba biết? Rồi con trả lời họ như thế nào? Nhưng việc mơ mộng vốn dĩ là của trẻ con mà. Thầy cũng nghĩ vậy. Chẳng phải việc của chúng ta là bảo vệ điều đó sao? Vậy còn ba thì sao? Có ai đã từng nghĩ rằng ở ngoài kia có những chiến binh đủ màu sắc vẫn luôn thầm lặng bảo vệ lấy những điều tốt đẹp? Riêng tôi thì chắc chắn là những siêu nhân đó có thật. Có điều họ không nhất thiết phải khoác lên người những bộ chiến giáp sặc sỡ, sở hữu năng lực siêu phàm hay điều khiển những cỗ máy khổng lồ. Quan trọng hơn hết, họ ở gần hơn là tôi nghĩ.